Nhắc bài bạn nhưng không muốn để cô phát hiện, cô gái liền áp dụng ngoại ngữ cực đỉnh. Cách này mà dùng để nhắc crush thì đảm bảo đổ cái ẩm luôn. Dì lên. Mở bộ dì lên. Dì lên. Đẩm hại. Tức đi. Thằng 16. Tức thì 16 tấn đấy. 6. Mình thương. Hai bạn á. Sẽ không. Hai tư uống. Á. Thật vậy. Anh yêu em. Anh cứ anh yêu em. Anh là phải ra đồ. Đúng không sao chứ. Đấy. Anh yêu em. Super. 25. Lady. Catch you by. Girl. Đúng rồi. Girl. Anh đồ lên. Xin. Girl. Xin em. Xin em. What? Giang. Seal. What the f? Seal. Đi ra. Ừ, anh chị.